Dân Gia Minh tên thật Trần Đức Diệt, là người mở ra trào lưu làm blog và cũng là cá nhân đầu tiên thu được nút tiếng thưởng YouTube tại Việt Nam 6 năm trước. Với sức ảnh hưởng của mình, năm 2015, anh chàng này đã lọt vào danh sách top 30 under 30 của Forbes Việt Nam. Năm 2016, anh tiếp tục vinh dự xuất hiện trong danh sách top 30 under 30 châu Á của tạp chí Forbes, lĩnh vực truyền thông quảng cáo giải trí, bên cạnh những cái tên đình đám như The Dragon, Angela Barbie. Trước khi biến mất khỏi mạng làng mạc hồi hơn 2 năm trước, cũng kịp bỏ túi giải thưởng Influencer Asia 2017 Award ở hạng mục Best Personality. Chàng trai sinh năm 1992 này vốn xuất thân từ một gia đình gia tô ở Hà Nội. Từ bé dại đã được rèn luyện trong môi trường học tập khá kinh khủng và mang đầy tính hàn lâm nên trong tính cách của đã khắc sâu sự vượt trội, không dễ dãi chấp nhận dậm chân tại chỗ dù cái chỗ đó đã là đỉnh cao đối với nhiều người. Điều này đã được chứng minh qua hành động được đánh rét là khá cực đoan, xóa tất cả những kết quả của mình trên các mạng làng mạc hồi trước khi tung ra vật phẩm thế hệ, từ clip triệu view vốn góp phần tạo nên mến hiệu cho đến tài khoản Instagram chính thức cũng trắng tinh và trở về với số bốt là không. Phóng viên đã có cuộc trò chuyện riêng với về hành động này cũng như khoảng thời gian mà anh bỗng nhiên biến mất khỏi mạng làng mạc hồi. Trong dự án phim ngắn điện ảnh Không Giấu Chân Người, Không Muốn Ăn Mày Quá Khứ, là blogger đời đầu cực kỳ nổi tiếng ở Việt Nam nhưng trong thời gian người chơi biến mất thì cũng có nhiều blogger đình đám khác thế chỗ. Bởi vậy sự trở lại của khiến nhiều người cho rằng hết thời và việc xóa sạch thắng lợi là một hành động đờ ăn cả ngã về không của người chơi. Không phải đâu. Mình cho rằng mọi chiến thắng từ thời mình còn làm blog nó đã là một quá khứ cũ kỹ. Bạn cho rằng đó là chiến thắng, mình chỉ xem nó như một kết quả, minh chứng cho suy nghĩ đúng của mình từ trước mà thôi. Lần xuất hiện này là một bước đi thế hệ, trong một lĩnh vực thế hệ, mọi sự được cho là chiến thắng từ trước, với mình nó chỉ là sự tích lũy. Xóa bỏ đi, để cho mình biết là đừng ăn mày quá khứ. Nhưng vì sao lại là điện ảnh, một phim ngắn trong khi nhà nhà làm lốc, người người làm lốc? Con đường nào rồi cũng có điểm cuối của nó. Điểm cuối không phải là người chơi đã đi hết đoạn đường mà là đoạn đường này không còn phù hợp với mình nữa. Mình cũng là một trong những người làm blog đầu tiên nên cũng là một trong những người cảm thấy rằng bát pho nền tảng phóng viên tạm dịch của blog trở nên hạn chế với mình. Hiện tại thì nhiều người, nhiều tổ chức đang làm blog và blog biến thành trào lưu, đang ăn khách. Thế rồi đến một thời điểm nào đấy, các người chơi cũng sẽ bị chính nó hạn chế tư tưởng, sức sáng tạo, trí tưởng tượng và đam mê của mình. Mình đi trước nên dừng trước, vậy thôi. Còn về tại sao lại chọn điện ảnh, chọn phim ngắn? Làm gì mà có nhiều cái tại sao vậy? Đâu phải bất kỳ lúc nào cũng phải có một câu trả lời để hợp thức hóa những gì mình muốn làm đâu. Nhưng việc trở lại khiến nhiều người mong chờ, và vì gần như không chỉ là người nổi tiếng mà còn là idol của nhiều người chơi trẻ. Thực ra, việc chọn blog, điện ảnh hay sau này sẽ là một mảng nào khác nó đều không phải là mục đích của. Với nhiều người, việc lựa chọn một mảng để sản xuất nó cũng phải đến từ nhu cầu, mục đích của họ. Có thể với họ, họ mong muốn sẽ nổi tiếng, sẽ chiến thắng ở vai trò diễn viên, qua nhiều bộ phim, họ sẽ thử sức ở vai trò đạo diễn, nhà sản xuất chẳng hạn. Đó là vì họ thích, họ đam mê và họ sống được vì điện ảnh, hoặc vì mảng nào họ thích. Với mình thì khác, mình chỉ muốn là một người kể chuyện. Mình có nhu cầu được kể những câu chuyện, chuyện của mình, chuyện từ mình, chuyện xung quanh mình, chuyện mình nhìn nhận. Như đã nói ở trên, làm blog đến một lúc nào đó, sự tương tác với độc giả, khán giả sẽ bị hạn chế trong cái khung hình, khung cảnh đó. Trong câu chuyện đó, mình không thể nào có một góc nhìn đa chiều, hoặc nhiều góc nhìn trong khi làm phim sẽ mang lại được điều đó hơn blog. Không chỉ là điện ảnh, đến một lúc nào đó, khi tìm được những bát pho khác, những nguyên lý khác, mình sẽ học hỏi để có thể tiếp tục kể chuyện. Cảm thấy trong tinh khi chiến thắng vượt trội. Đang nổi đình nổi đám trong giới blogger, bỗng nhiên mất tích, ngưng hoàn toàn các hoạt động hơn 2 năm rồi bỗng nhiên trở lại với không dấu vết. Thật ra là 4 năm chứ không chỉ 2 năm. Ngay từ lúc còn làm blog mình đã thấy hơi thiếu thiếu trong bát pho của nó.
Đến gần đây, mình thấy làm nữa thì các chỉ số vẫn đạt nhiêu đấy, nhưng với phiên bản thân mình thì nó không còn ý nghĩa gì nữa. Thế nên, mình làm ít dần, suy nghĩ nhiều hơn và quyết định dừng lại. 4 năm hình như trùng với thời gian gia đình liên tục gặp chuyện buồn. Đúng là việc buồn ở nhà cũng có ảnh hưởng, nhưng cũng chỉ là ảnh hưởng thôi. Khoảng thời gian đó, khi bà nội mất, mình bị sốc, rồi thời gian ngắn sau bác cũng mất. Nỗi buồn cộng với việc mình đang loay hoay dẫn đến phiên bản thân mình không tha thiết làm gì. Mà khi đã không muốn làm gì thì tốt nhất là chẳng làm gì cả. Dễ bị cảm xúc ảnh hưởng hay nói cách khác là người đa sầu đa cảm. Mình thấy phiên bản thân rất đa cảm. Tuy nhiên, mình từng đọc được và học được ở một quyển sách rằng cảm xúc như 5 ngón tay vậy. Mình có thể để 5 ngón tay làm được bất kỳ động tác gì, nhưng chính phiên bản thân mình thế hệ là người lựa chọn, thế hệ là người quyết định sẽ sử dụng ngón tay nào và làm việc gì. Giống như trong phim Insidious 2015, những cảm xúc luôn có nhu cầu biểu hiện phiên bản thân và lên tiếng. Mình không thể gò ép cảm xúc được, nhưng phải luôn biết khống chế cảm xúc của mình. Cái án lốc dơ đã chật. Trong những ngày trong tin đó, đã làm gì để tìm lại phiên bản thân? Mình may mắn là được học trong một môi trường trường chuyên lớp chọn. Cả lớp, cả khóa ngoại trừ việc ganh đua từng phẩy điểm, thì cũng có một nhóm chuyên ganh đua nhau về học bổng du học. Ngay từ đó, mình đã phải biết phân tích ưu nhược khuyết điểm của phiên bản thân. Nó dẫn đến việc khi làm gì mình cũng soi xét tận chân tơ kẻ tóc của sự việc. Ban ngày mình đi chơi khắp nơi, vừa để đầu óc thư giãn, vừa tích lũy được nhiều câu chuyện hay để làm dày bát trao của mình. Ban đêm mình suy tưởng lại đoạn đường mình đã đi, nhìn vào bên trong con người mình để xem mình là ai. Mình cần gì? Mình làm được gì? Mình đi đến đâu? Và quan trọng nhất là những câu hỏi tại sao? Tại sao mình lại chọn lốc để làm? Tại sao lốc lại hấp dẫn nhiều người xem đến thế? Người ta xem lốc để làm gì? Mình làm như vậy có đúng không? Mình làm thế đã đủ chưa? Và tại sao mình không muốn làm nữa? Từ hàng loạt câu hỏi tại sao ấy, mình dần nhận ra rằng sức mạnh nội tại của mình vẫn mạnh mẽ, nhiệt huyết của mình vẫn còn đó. Và mọi thứ là do lúc đã không còn thỏa mãn nhu cầu của mình nữa rồi. Cũng có nghĩa là Gia Minh vẫn là Gia Minh, chỉ là cái đáng lốc dơ đã chật, mình cần hành động bỗng phá để bước ra khỏi vùng an toàn của phiên bản thân. Hay nói một cách khác, mình phải không có vùng an toàn thế hệ được. Không có vùng an toàn, mình không có trở ngại. Và mình quyết định xóa hết tất cả những gì đã có để làm lại từ đầu. Đó là cơ chế vượt qua phiên bản thân. Khoảng thời gian tìm ra được đoạn đường thế hệ và hành động mất khoảng bao lâu? Lúc đầu mình nghĩ sẽ rất lâu cơ, tầm 1,2 năm gì đấy. Nhưng khi quyết tâm và toàn tâm toàn ý để nhìn nhận phiên bản thân mình, giải quyết hết những bài toán mình gặp phải, thì may mắn chỉ mất 4 tháng. Sau đó, mình đi học diễn xuất, học thêm về cấu trúc kịch phiên bản và đạo diễn. Cũng may mắn là mình đang học truyền thông đa phương tiện nên cũng dễ hấp thụ kiến thức. Và dần lên kịch phiên bản cũng như nắm tay vào sản xuất phim thế hệ. Từng kiêu ngạo, nhìn đời bằng ánh mắt ở trên nhìn xuống. So với những ngày đầu, giờ có gì đó rất khác. Nhạc vừa in về gia thất chưa lâu, Justin Bieber dội dàng tái xuất đường đua âm nhạc. Nói cách khác là, với môi trường hàng lâm mà mình được rèn luyện từ bé dại, mình nhìn đời, nhìn những người chơi đồng trang lứa bằng ánh mắt ở trên nhìn xuống. Kiêu ngạo vô cùng. Sau này khi làm lốc, mình lại càng thêm như thế. Mọi thứ đều một mình, vì mình tin rằng mình tự xử lý, tự giải quyết được. Nhưng khi tĩnh tâm lại, nhìn sâu lại đoạn đường, hành động của mình nhận thấy rằng cần phải chân thành, cởi mở hơn thì thế hệ có những năng lượng tốt, tích cực đến với mình. Có lẽ có nhiều người nhận ra điều này nên thấy mình hơi khác. Trong thời gian này, vẫn một mình, trong cả cuộc sống và công việc. Hiện tại mình không độc thân. Bạn gái mình chia sẻ với mình rất nhiều trong cuộc sống và công việc. Cảm ơn đã chia sẻ.